Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề thiếu nữ, tính cách và phong cách thời trang cổ điển không chỉ mang tính chất nghệ thuật mà tác phẩm thể hiện cuộc sống, cảm xúc của thiếu nữ mang phong cách cổ điển, tính cách với một tình yêu bản thân của thiếu nữ model photo Hoàng Ngọc. Nào chúng ta cùng xem bộ siêu tập ảnh của Mr. Lộc TV. Nào xin mời bạn nhấn subscribe ủng hộ kênh chúng tôi. Chúng ta luôn đam mê những vẻ đẹp thời trang và phong cách mình chọn, để lựa chọn cho mình thời trang phù hợp với tính cách của mình không hề khó chút nào. Chủ yếu phụ nữ luôn tự tin bản thân và lựa chọn cho mình những phong cách phù hợp nhất. Tác phẩm thực hiện tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định của tác giả Mr. Lộc TV siêu tầm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Das Mr. Lossi, das Haas.